nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ chúng ta qua một đêm, một ngày bình an. Chúng ta dâng ngày hôm nay xin Chúa chúc lành. Và trước khi dâng thánh lễ, chúng ta ăn năn sám hối tội lỗi, xin Chúa thương tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô hiếu. Chúa đã được sai đến để chữa những tâm hồn thống hối, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đến để kêu gọi những người tội lỗi, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Chúa ngự bên hiệu đức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng ta, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, hàng năm Cha ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Xin cho những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ 9 là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hàng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là cửa đẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nhìn anh và nói: anh hãy nhìn chúng tôi. Anh ngước mắt chăm chú nhìn hai ngài, mong được hai ngài cho cái gì. Nhưng Phêrô nói: vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Rồi Phêrô nắm chặt tay anh mà kéo dậy. Tức thì mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cáp. Anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được. Anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ. Anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa. Dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ, nên họ bơ ngỡ sửng sốt về việc xảy đến cho anh. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Đáp ca: đĩa cầu đầy ân dung Chúa, hãy lấy làm vinh dự vì danh Chúa. Lòng kẻ tìm Chúa hay vui mừng hơn hờ, hãy ngắm nhìn Chúa và quyền năng của Người. Hãy luôn luôn tìm kiếm thánh danh Chúa.
đĩa cầu đầy ân sủng Chúa. Hỡi dòng dõi Abraham tôi tớ người, hỡi con cái Gia-cóp kẻ người đã chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, người có quyền xét xử cả vũ trụ. Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa. Chúa ghi nhớ giao ước người đến muôn đời, những lời người hứa từ muôn thế hệ. Giao ước người ký kết với Abraham, lời thề hứa người đã trao cho Gia-cóp. Đĩa cầu đầy ân sủng Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Đây là ngày Chúa đã lập ra, nên chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ trong ngày đó. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Cùng ngày thứ nhất trong tuần có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã thế? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi việc gì thế, các ông thưa? Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người và xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chớ thì đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các tiên tri, giải thích cho các ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép người rằng mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Câu chuyện của hai môn đệ đi làng Emmaus rất nổi tiếng. Chúng ta thấy sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra nhiều cách, nhiều lần khác nhau
và người ta không nhận biết rằng Chúa Giêsu. Ngài thấy hai môn đệ buồn bã bỏ về quê nhà, Ngài đã dõng dõi đi theo các ngài, bắt chuyện và giải thích tất cả những lời kinh thánh, những lời tiên tri để các ngài hiểu. Các ngài không có nhận ra Chúa cho tới khi mà Chúa Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra tạ ơn. Chúng ta biết đây là một việc quan trọng trong giáo hội. Cái nghi thức bẻ bánh mà Chúa Giêsu đã lập qua bí tích thánh thể được truyền lại cho giáo hội suốt cả hơn 2.000 năm qua. Giáo hội cử hành việc bẻ bánh đó để tưởng nhớ Chúa Giêsu đã chịu chết, đã sống lại. Qua dấu chỉ đó, chúng ta nhận diện Chúa Kitô vẫn còn hiện diện với chúng ta trong bí tích thánh thể. Và Chúa Giêsu khi Ngài nói ai nhận diện anh em nhỏ nhất của Thầy đó là chính Thầy. Cho nên trên đường đi, Chúa chỉ như là một người lữ hành, hoặc là trước cạnh mộ, Chúa như người làm vườn, hoặc là Chúa hiện ra với các tông đồ. Các tông đồ cũng không nhận ra Chúa khi Ngài trên bãi biển. Bởi vậy sau khi sống lại, Chúa Giêsu vẫn hiện diện nhưng một cách vô hình, chúng ta không nhận biết. Ngày hôm nay khi chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu sống lại trong tuần Bát Nhật, chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa Kitô, Ngài cũng có thể hiện diện ngay trong gia đình chúng ta, ngay trước cái màn ảnh truyền hình, màn ảnh TV hoặc là iPad mà chúng ta đang tham dự thánh lễ. Chính Chúa ngự đó, Chúa đến để ban bình an cho chúng ta sau khi sống lại. Alleluia. Và chúng ta đặt niềm tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa. Chúng ta dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết của chúng ta, cầu nguyện cho giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, các phẩm trật trong giáo hội, cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, để chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa Kitô sống lại và làm chứng cho Ngài trong cuộc sống mình. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu nguyện cho hòa bình, cho các nhà lãnh đạo, các quốc gia, các dân tộc. Đặc biệt trong mùa Covid-19 này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang ra công phục vụ hy sinh ở tuyến đầu. Xin Chúa chữa lành, ủi an và nâng đỡ. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta nhớ đến những người già cả, yếu đau, bệnh hoạn, những người không có nơi ăn trốn ở, các trẻ sơ sinh trong bụng mẹ, các nạn nhân của thiên tai, của chiến tranh, khủng bố, bách hại, dịch tễ. Xin Chúa nâng đỡ, ủi an và cho chúng con cùng biết chia sẻ tình nhân ái với họ. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cầu cho các linh hồn ra đi trước chúng ta, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu, thân bằng quyến thuộc, linh hồn Phêrô hiếu. Xin Chúa tha giảm phần phạt, đón nhận các linh hồn vào hưởng hạnh phúc quê trời. Chúng con cầu xin Chúa nhắm lời chúng con. Và chúng ta dâng lên Chúa ý nguyện riêng của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em, cộng đoàn của chúng ta đã bị dương tính nhiễm virus COVID-19. Chúng con cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa phán rằng hỡi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến Cha sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Chúng con dâng Chúa tất cả những ước nguyện của chúng con, nếu đẹp lòng xin Chúa thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.
chúc tôn thiên chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tôn Chúa đã rộng ban cho chúng con rễu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tôn Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thánh Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, đây là hy lễ làm giá chuộc muôn người. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thực hiện ơn cứu độ cho hồn xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này. Chúng con càng hãnh diện tung ngô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội lỗi trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cùng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lời Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Timôthy, các giám mục phụ tá của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hoàn mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con mà chúng con sẵn sàng nhận đem lại cho chúng con được sự sống muôn đời. Lời chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh.
Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin làm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi người bẻ bánh. Alleluia. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Xin thanh tẩy chúng con, sạch mọi vết nhơ con người cũ và biên đổi chúng con thành tạo vật mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Và xin cảm ơn tất cả quý bà anh chị em chúng ta đã tham dự thánh lễ. Và xin Chúa chúc lành cho chúng ta một ngày mới an bình và một đêm trong ơn nghĩa của Chúa.